Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh truyền thông của Tech Sound Việt Nam Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review và đánh giá chi tiết một thiết bị rất là quan trọng trong một hệ thống âm thanh Và lần này chúng ta sẽ cùng nhau đi review đó chính là thiết bị Amplifier Hay còn gọi là Nona ở Việt Nam của chúng ta có rất nhiều cái tên gọi khác nhau Có người thì gọi là cục đẩy công suất, có người thì gọi là main, có người thì gọi là power, có người thì gọi là cục đẩy, có người thì gọi là công suất Và một cái tên gọi quốc tế của chúng ta đó chính là âm freefire hay còn dịch ra đó là bộ khuếch đại công suất sử dụng cho loa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review đó chính là chiếc âm uh, uh, freefire hay còn gọi là chiếc uh, cục đẩy công suất thì thôi em cứ gọi là chiếc uh, cục đẩy đi nha các bác nhé, cho nó dễ thân thiện và chúng ta dễ hình dung hơn. Thì nếu như mà nhắc đến một thương hiệu của nexo, nếu mà nhắc đến từ cục đẩy đi thì chúng ta sẽ nhắc đến những cái series mà từ xưa thì rồi chúng ta không nói. Nhưng mà những cái series mà hãng còn đang còn xuất hiện rất là nhiều Về digital thôi nhá Về cái dòng uh, bình thường em không nói Ví dụ như dòng DTDA mà em không nhắc đến Nhưng mà nói đến dòng digital Thì chúng ta Ngày trước chúng ta sẽ có là dòng NXA 4x1 Xong là đến uh, NXA 4x4 Và gần đây thì chúng ta sẽ có những mẫu và dòng âm Free Fire Hay còn gọi là cục đẩy công suất Có những cái hiệu năng và cũng như là mẫu mã mới Những model mà chúng ta sẽ nói là về dòng digital mới gần đây Thì chúng ta sẽ có là dòng uh, À, NXA MK2 thì với dòng MK2 chúng ta sẽ có thêm nhiều lựa sự lựa chọn. Chúng ta sẽ có 4 x 1 MK2, 4 kênh 600W. Chúng ta có một dòng tiếp theo nữa đó chính là 4 x 2 MK2. Thì đây là dòng âm ly chúng ta sẽ có mức công suất nó rơi vào đầu khoảng 4 kênh, mỗi kênh là 1200W. Và một dòng nữa cao cấp nhất và có mức công suất lớn nhất đó chính là dòng NXA 4 x 4 MK2 thì mã đó chúng ta sẽ có là bốn cây mỗi cây một nghìn chín ở trở kháng 8 ôm và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi review đó chính là mẫu âm ly nexo nới gam bốn x hai mk hai và em nó ở đây với một ngoại hình thiết kế chúng ta sẽ nói về ngoại hình thiết kế trước nếu như mà Thuận nhìn như thế này chúng ta sẽ thấy là đây là một mẫu âm ly hay gọi là cục đẩy công suất của chúng ta được đánh giá đó chính là điểm 10 cho cái việc là thiết kế rồi chúng ta không thể chê được nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng là một thiết kế chúng nó phải nói là nó đẹp thật khi mà nhìn vào chiếc âm ly này chúng ta toát lên một cái thế nào nhỉ chúng ta chỉ nói đến từ là sang trọng trời ơi nhìn chiếc âm ly này sao đẹp thế nhỉ <laughs> vậy là đẹp rồi hay rồi thì vậy là cái tính ứng dụng của như thế nào hiệu năng ra sao và các thông số cơ bản trong này như thế nào bình thường với một cái loa full range hay còn các thiết bị khác chúng ta có nhiều điều để nói chúng ta có phân tích xem là ừ thì cái loa đấy nó nghe nó có hấp dẫn không nghe tai của chúng ta có dễ chịu không chúng ta còn can thiệp được equalizer chúng ta làm được nhiều thứ lắm chúng ta bạn được nhưng thật sự với một bộ khuếch đại công suất như thế này thì chúng ta rất ít điều để nói nhưng một bộ công khuếch đại công suất ở trong này nó có rất nhiều điều thú vị nó khác với những chiếc âm ly bình thường của các bác bình thường âm ly bình thường chúng ta sẽ đưa tín hiệu vào chúng ta sẽ khuếch đại tín hiệu lên và chạy thẳng ra loa và cái việc để xử lý được cái tín hiệu cho loa thì chúng ta sẽ phải xử lý những cái bộ xử lý tín hiệu ví dụ như là nói nôm na chúng ta giống như là vang số hay còn gọi là những chiếc DSP hay là mixer chúng ta có thể xử lý được nhưng những chiếc âm ly đến từ Nexo này hay còn gọi là dòng digital này của chúng ta thì nó đều có DSP ở phía bên trong hay còn gọi là có controller ở phía bên trong này và chúng ta có thể kiểm soát hoàn toàn mọi thứ liên quan đến loa mà chúng ta không cần bên bất cứ một thiết bị nào khác nữa ví dụ nói đồn nào chúng ta chỉ cần cắm nhạc vào đây thôi là lập tức trên thiết bị của Nexo âm ly này chúng ta sẽ đều có thể kiểm soát ra đâu là full range đâu là loa subwoofer rồi thậm chí là chúng ta có thể loát ra bất cứ một cái loa hay còn gọi là một bô đen loa nào để chạy cho chiếc uh, loa đó với chiếc âm ly của Nexo ví dụ câu chúng ta nói đơn giản ngày trước khi mà chúng ta đi làm ấy hay chúng ta phối ghép thiết bị thì chúng ta sẽ phải đau đầu ở cái việc là chọn âm ly xong là phải chọn loa nữa để làm sao cho nó phù hợp với nhau chúng ta sợ rằng là cái âm ly đấy nó có mạnh quá nó cháy loa không hay là cái loa đó không đủ công suất để chạy cho loa hay là một cái yếu tố nào đó mà chúng ta sẽ không đảm bảo nhưng hầu hết các thiết bị về âm ly mà tích hợp controller hay còn gọi là DSP ở thời điểm hiện tại nó rất thông minh ở việc đó cùng là một chiếc âm ly này chúng ta sẽ có 4 kênh mỗi kênh là 1200 w ở trở kháng 8 ohm nhưng chúng ta có thể chạy cho cái loa có chỉ có cái mức công suất đâu đó chỉ vài chục w thôi ví dụ như Nexo ID 14 chẳng chúng ta có thể chạy được. Và lập tức những chiếc âm ly như thế này chúng ta có thể chạy được những cái chiếc loa uh, line array của Nexo. Ví dụ dòng GM gel GM12 gel chúng ta chạy được hết với những mức công suất có thể lớn hơn rất là nhiều. Đấy là điều đặc biệt khi một chiếc âm refire hay gọi là cục đẩy công suất mà được tích hợp DSP và controller thì lát nữa thôi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu vào bên trong khi chúng ta cùng nhau khởi động cái thiết bị này lên. Và mặt trước của chúng ta đây. Khi mà các bạn nhìn thấy thì chúng ta sẽ có một cái à, thiết kế như thế này, một nửa gọi là đen, một nửa trắng Ở đây chúng ta sẽ có một à, à, Nhãn hiệu được ghi rõ, Digital TD controller, đây là Bộ à, khuếch đại mà được kết hợp với bộ điều khiển controller mà dòng Digital Và mã của chúng ta là NXM4x2MK2 Và logo biểu tượng Nexo ở đây chúng ta sẽ có một cái màn hình LCD màu ở đây màn hình LCD này chúng ta có thể cảm ứng để chọn hay còn gọi là vận hành điều khiển hay còn loát các preset của Nexo lên các bác nhé ở đây chúng ta sẽ có một cái núm control núm này vừa là núm khởi động nguồn lên và có thể là chúng ta sẽ select và chọn rất nhiều thứ này thì tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá và nhìn về bàn ngang chúng ta sẽ nhìn thấy một cái chiều sâu nó rơi vào đậu khoảng 45cm rất sâu sau như thế này. Và đương nhiên chiếc âm ly này của chúng ta đều là toàn bộ công nghệ mạch class D hết. Tại sao chúng ta hay khôn lậu là tranh đấu là tại sao trên thế giới mà bây giờ chúng ta không sử dụng những cái mạch công nghệ nó đời cũ đi, đời trước kia đi mà cứ phải sử dụng những mạch class D. Đó. bác lại bảo là class D nghe tiếng nó không hay bằng những class khác. Thật ra là cái việc hay hay không hay hay như nào ấy chăng nữa thì đó vẫn là bộ khuếch đại công suất. Nếu như mà chúng ta nói đến những cái loa mà nó có độ nhạy thấp hay trở kháng nó thay đổi nhiều thì chúng ta có thể là cái cái mạch class nó cũng có thể tác động đến độ nhạy thấp. Nhưng hầu hết ở thời điểm hiện tại thì những bộ khuếch đại công suất đều sử dụng mạch class D đem lại hiệu năng tốt nhất và về vấn đề nhiệt độ tỏa ra nó cũng là thấp nhất và mọi thứ cung cấp năng lượng ra rất là lớn trong khi đó là mức cân nặng lại được giảm đi một cách đáng kể hiệu năng cao. Đó là về mức mạch công nghệ Class D Nó giống như câu chuyện TV của chúng ta Ngày xưa chúng ta dày cộp này Nhưng bây giờ nó mỏng dính Vậy là chúng ta cũng phải cập nhật theo công nghệ Nhưng mà đổi lại thì những cái dòng âm ly Class D Thì với giá thành rất mắc Nó giống như câu chuyện là nam châm của loa Giữa neodium và ferrit Thì nó cũng là một bài toán về kinh tế Và đương nhiên Một chiếc âm ly của Nexo này 4x2x2 chúng ta sẽ có một mức cân nặng Vô cùng hấp dẫn 16kg cho một chiếc âm ly này nếu như mà bình thường thì b một cách nhẹ nhàng đó. và chúng ta sẽ có một cái kích thước thiết kế đó là 2u nhìn rất là đẹp nói chung là với âm ly của nexo dòng 4 x 2 mk2 này thì phải nói là từ đẹp thật chúng ta không có gì để chê cả và tiếp đến ở đây là mặt sau của chiếc âm ly chúng ta sẽ có cơ bản như sau nhé đầu vào, đầu đầu tiên là chúng ta sẽ có là một hai ba bốn bốn input đầu vào chuẩn analog và bên dưới này chúng ta sẽ có những cái cổng RS232 hoặc là PIO. Cái này chúng ta, chúng ta có thể là kết nối điều khiển vận hành và thậm chí là chúng ta có thể update phần mềm thông qua đây. Và điều chỉ remote ra ngoài bên ngoài nữa. Ở đây, ở giữa ngay đây các bạn có thể để ý. Với phiên bản này thì hãng họ chỉ trang bị cho chúng ta một cái khe cạc mở rộng có sẵn để chúng ta có thể dùng cái đường dây mạng LAN ở đây để chúng ta có thể kết nối với phần mềm Nemo ở trên máy tính để chúng ta có thể là thao tác vận hành và điều khiển chiếc âm ly này để loát ra mọi thứ ở trong này khi mà thông qua với phần mềm trên máy tính hoặc trên iPad chúng ta cũng có iPhone chúng ta cũng có tiếp đến nữa là với cái khe cạc mở rộng này nó có một điều đặc biệt là chúng ta có thể mua thêm những cái khe cạc mở rộng khác ví dụ như là AES hoặc là Dante hoặc cái chuẩn gì đó chúng ta có thể plug vào đây tháo cái này ra rút ra cắm cái cả khác và đương nhiên cắm cái cả khác chúng ta phải mua bằng thêm tiền để cắm vào đây ví dụ chúng ta muốn sử dụng thêm chuẩn Dante chúng ta rút ra chúng ta cắm Dante vào đây là có thể là chiếc âm ly này của chúng ta có Dante và tiếp đến nữa, ở bên này Chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4 4 output đầu ra Đương nhiên Trước âm đi này chúng ta sẽ có 4 kênh rồi 1, 2, 3, 4 mà Với Nexo chúng ta sẽ không có 2 kênh đâu nha các bạn nhé Không có 2 kênh, không có 8 kênh Và cũng chẳng có 1 kênh Chúng ta chỉ có tất cả là đều 4 loại 4 kênh hết Và ở bên dưới này chúng ta sẽ có là Cái rắc input đầu vào của điện 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 quốc gia của chúng ta Với nguồn giải rộng PFC Đó chính là từ 100 đến 240V Vậy là trong những cái trường hợp chúng ta sẽ nói là Điện áp thấp thì chúng ta vẫn chạy được đây là một điều mà chúng ta đáng quan tâm thật ra là một số thị trường điện mặc định ví dụ như ở nhật bản chẳng hạn thì chúng ta sẽ có là điện lưới quốc gia của họ thì luôn luôn nó là 110V thì nexo họ cũng sẽ có những cái phiên bản dành đặc biệt cho những thị trường đó đây là thị trường theo tiêu chuẩn của eu rồi điện quốc tế còn một số môi trường đặc biệt thì sẽ có những cái phiên bản riêng nên là đôi khi là chúng ta nếu như các bác ở ở nhật bản đi khéo lại chúng ta lại mua được những cái phiên bản Uh, nguồn là chỉ có từ 100 đến uh, 180V thôi chứ không phải đến 240V nên là lắm lúc chúng ta cắm nhầm là cụ bốc khói là chuyện bình thường nhưng bốc khói cầu trì thôi đó nó nông na vậy thôi các bạn và bên trên này chúng ta sẽ có một loạt các thông tin của Nexo đây các bạn có thể nhìn thấy được uh, in rất là rõ ở đây bao gồm điện áp đầu vào một số thông tin cơ bản đó series number các thứ đó vậy thôi với một chiếc âm ly này thì thật ra là cái việc mà chúng ta uh, muốn tháo nó ra bên trong, thật sự các bạn luôn tháo ra nó cũng chẳng có gì cả. hầu hết các dòng âm ly Class d ấy, của chúng ta thời điểm hiện tại tháo ra chúng ta chả đếm được tụ hay sò đâu, nó chẳng có cái gì cả. dây dợ là nhiều nhất. thậm chí là chúng ta nhìn ở trong nó toàn um, sắt là nhiều chứ còn mạch thì ít lắm. đó là cái điều mà chúng ta quan tâm. và bây giờ chúng ta sẽ cắm nguồn và xem nó thế nào nhé. khi mà cắm nguồn lên như này, chúng ta sẽ thấy bắt đầu là một cái logo của chúng ta nó sẽ xuất hiện như thế này, như thế này. đây các bác có thể nhìn thấy. Nhìn rất là đẹp. Bật lên là biết là lô thương hiệu Nexo rồi, không chạy đâu được. Đó. Đây là chiếc uh, âm ly của chúng ta khi mà khởi động lên, ngay từ đầu em nói rồi. Chúng ta sẽ có một cái rất là hay. Đó là chúng ta sẽ cảm ứng được với cái màn hình này. Nhưng mà trước khi mà vào cảm ứng với cái màn hình này thì em cứ phải chê đã không mà khen thì đấy hơi nhiều đấy <laughs> đó là cái màn hình cảm ứng này em thấy độ trễ nó rất là cao không phải với dòng 4 x 2 mà cái này đâu tất cả dòng nới cam bao gồm là 4 x 1 4 x 2 và 4 x 4 luôn cảm ứng nó cảm giác nó nó chậm đây như các bạn có thể nhìn thấy đương nhiên thì em nghĩ đây nó không phải là lỗi đâu mà đây khi em kích vào đây đấy nó phải rơi vào đâu khoảng không biết bao nhiêu giây nó mới ra được một thứ để cho chúng ta có thể loát các bạn ạ. đó là về cái vấn đề yếu tố là cảm ứng màn hình cảm ứng thì nhạy cắm phát là chọc phát là ăn ngay nhưng mà nó hơi delay tí <laughs> nhưng có một cách để khắc phục rất là nhanh mà nó vẫn nhanh vậy là theo em là đây nó không phải do phần mềm đâu chắc là do cái cái màn hình cảm ứng này khi mà họ để trên một thiết bị như vậy tức là nó có nhiều tính năng nên là cái việc nhận cái tín hiệu khi chúng ta cảm ứng vào đến đến cái hệ thống controller ở trong nó sẽ bị delay như vậy là chuyện em nghĩ cũng là bình thường nhưng khi chúng ta kết nối với máy tính để chúng ta routing chúng ta làm gì thì nó rất nhanh kích đến đâu chạy đến đấy vậy là nếu như mà chúng ta chỉ nhắc đến một chiếc âm ly mà chúng ta có thể thao tác toàn bộ trên một cái màn hình cảm ứng như thế này thì chúng ta thấy vô cùng lợi hại thay vì chúng ta có thể dùng máy tính chúng ta dùng bất cứ cái gì đó thì chúng ta dùng cái màn hình này chúng ta có thể loát bất cứ một model loa nào của Nexo ra để chúng ta có thể sử dụng với nó đây các bạn có thể nhìn thấy chúng ta có thể xem được mọi thứ chúng ta có thể loát tương tự với một hai ba bốn bốn kênh này chúng ta có thể loát bất cứ một cái loa nào hay gọi là một cái model nào của Nexo ra một cách rất dễ dàng đây các bạn có thể nhìn thấy rất dễ các series loa Đấy, ví dụ như ở đây chúng ta sẽ gọi là uh, ID series này, chúng ta có thể chọn ID 14, ID 24, ID 108 đấy. Tất cả mọi thứ nó sẽ đều uh, được loát sẵn cho chúng ta như thế này. Ra. Dạ. Với mức công suất thì được linh hoạt theo loa. Ví dụ khi chúng ta sử dụng với loa Nexo ID 14 thì ví dụ như công suất của ta 50W thôi thì nó sẽ lấy ra đúng 50W. Đấy được gọi là tính năng controller. Controller ở đây chúng ta có thể controller được cả phần Vp về output đầu ra cũng như là input đầu vào bằng DSP, DSP làm những cái bộ điều khiển về equalizer. Trên này chúng ta sẽ đủ hết về equalizer cho chúng ta luôn. Chúng ta không cần nhất thiết là phải Đây. Các bác có thể nhìn thấy đây chúng ta sẽ có EQ này, array EQ này, gain này, delay này, volume này, meter là hiển thị tất cả. Đây chúng ta có thể vào EQ Chúng ta có thể điều khiển bất cứ một cái tần số EQ nào mong muốn à, khi mà chúng ta loát được cái preset của Nexo ra rồi. Ngoài ra chúng ta cũng có thể điều khiển thêm. Ví dụ như là chúng ta sẽ thấy là ở cái không gian này chúng ta sẽ thấy là cái phần Treble nó hơi nhiều, phần bass hơi nhiều. Chúng ta có thể thay đổi bằng gain, chúng ta có thể thay đổi bằng EQ. Và có một điều đặc biệt khi mà chúng ta sử dụng những dòng am của Nexo này thì các bác phải lưu ý như sau. Chúng ta sẽ phải quan tâm đến là nó chỉ sử dụng cho những dòng loa của Nexo mà thôi nó không sử dụng cho cho dòng loa khác. Tất cả preset hay còn gọi những cấu hình những cái uh, model loa ở trong này đều sử dụng đó là của Nexo. Vậy là khi chúng ta chơi thế này được gọi là hệ sinh thái. Nó giống như câu chuyện là Apple ấy. Cái Apple Watch này chúng ta có thể chỉ kết nối với đồng hồ à chỉ có, có thể kết nối với điện thoại iPhone mà thôi. Nó chẳng kết nối được với điện thoại Samsung hay là bất cứ điện thoại nào khác. Đấy. Và Nexo cũng vậy. Và với uh, âm ly Nexo 4x2 MK2 này chúng ta sẽ có mức công suất như từ đầu em nói rồi, chúng ta sẽ có mức trở kháng ở 8 ohm là 4 kênh, mỗi kênh 1200W ở trở kháng 8 ohm và 1900W ở trở kháng 4 ohm và 2500W ở trở kháng 2 ohm. Và đương nhiên, với mẫu âm ly này chúng ta sẽ có tính năng chập cầu bridge tức là chúng ta có thể uh, bridge hai kênh lại để đánh cho những cái dòng loa công suất lớn, ví dụ như là loa subwoofer chẳng hạn thì với chế độ ở chế độ Brit thì chúng ta sẽ có là ở chế độ Bridge hai kênh dồn một chúng ta sẽ có mức ở 8 ohm đó là 3.800 w và ở 4 ohm lên đến 5.000 w kinh khủng khiếp <laughs> rất dã dạ man vậy là chúng ta có thể thấy là với chiếc âm ly Nexo 4 nhân 2 MG2 này chúng ta có thể chạy cho bất cứ một mẫu loa subwoofer nào của Nexo một cách ngon lành kinh đào ví dụ chúng ta có thể chạy đơn kênh hoặc là chạy hai kênh chập một nhưng với một tính năng power smart Bridge của lea thì nó lại khác nhé à, tiện đây thì em nói ví dụ như là với nexo chúng ta sẽ phải bridge đi hai kênh chúng ta mới dồn lại được một kênh nhưng với lea thì nó lại cũng là tính năng bridge đấy nhưng nó chỉ là bridge trên một kênh thôi và nó không mất đi kênh còn lại vậy là với nexo chúng ta bridge đi hai kênh vậy âm ly này chúng ta chỉ còn ba kênh sử dụng thôi nhưng với lea thì chúng ta vẫn còn bốn kênh để sử dụng đấy là điều khác biệt về những tính năng bridge và những cái dòng âm ly khác cũng vậy ví dụ không chúng ta không thể nói đến mỗi là vấn đề là dòng âm ly digital ở đâu kể cả analog khi chúng ta bridge lại thì nó cũng sẽ mất đi hai kênh đấy là em giải thích cho các bác thêm về tính năng ở uh, bridge trên một chiếc âm ly chúng ta nói là chập một mà dồn cầu đấy, và một nhưng với LA thì sẽ có một cái module gọi là công suất dự phòng trong đấy vậy là khi mà chúng ta mua cái âm ly của LA là chúng ta sẽ mua là gì mua tiền bỏ ra mua 4 kênh nhưng mà chúng ta lại nhận về 5 kênh <laughs> Đấy, chúng ta nông ra chúng ta hiểu là như vậy Và đương nhiên với những cái dòng âm ly Nexo 4x2 cái 2 này của Nexo thì chúng ta sẽ thấy là Những công nghệ mới được trang bị và được update liên tục Ví dụ như là chúng ta sẽ, những cái dòng loa mới của Nexo nhé Khi mà ra mắt thì chúng ta chỉ cần tải cái firmware về chúng ta nạp vào đây Là xong luôn, chúng ta không cần phải làm cái gì cả Chúng ta cũng không cần phải mua những cái chiếc âm ly mới nữa Mà lập tức cũng đều nạp vào reset của Nexo để chúng ta có thể sử dụng một cách ngon lành cành đào luôn Và ngoài ra nữa với chiếc uh, âm ly dòng 4x2 hai thì cũng sẽ được trang bị đó là bộ xử lý ADDA là 24 bit và lên được 96kHz Vậy là chúng ta có thể thoải mái rồi và một cái giải tần số đáp tuyến để áp dụng cho chiếc âm ly này chúng ta cũng đơn thuần thôi giống rất bao âm ly thác đó chúng ta là từ 10Hz đến 20kHz Vậy là nếu như mà chúng ta nhắc đến một chiếc âm ly của Nexo như thế này Nếu như mà cái điều mà chúng ta quan trọng lớn nhất mà chúng ta cần phải lưu ý với những dòng âm ly của Nexo nhé, các bạn phải lưu ý này Đầu tiên là chỉ sử dụng cho loa Nexo mà thôi Cái thứ hai nữa Là khi mà chúng ta sử dụng với Âm ly của Nexo, chúng ta có thể sử dụng với tất cả những dòng loa của Nexo, chúng ta chỉ việc gọi preset là sai Gọi reset là chơi Chỉ cần chọn ở trong này mà thôi, nó nằm hết ở trong này rồi Bao gồm cả hình ảnh của loa cũng nằm trong này rồi, chúng ta chỉ chọn Và xài Và đấu nối ra loa là kêu Và đưa tín hiệu vào là chạy Đấy là cái điều mà chúng ta đặc biệt, mà chúng ta quan tâm với dòng âm ly của Nexo dòng Digital này cái tiếp theo nữa là với mức giá bán Với một chiếc âm ly này chúng ta sẽ có mức giá bán Nếu mà chúng ta có thể nói là rất mắc Nếu như ở thời điểm hiện tại nó sẽ rơi vào khoảng đâu có loanh quanh được 280 triệu cho một chiếc âm ly này Quỳ khủng khiếp Dạ hạn quá Đầu tiên nhìn này không ai nghĩ Gần 300 củ đang nằm ở đây Em cũng giật mình đấy <laughs> Nhưng mà thật ra là để mà Chứa đựng những chất xám ở trong này Những cái gì mà hiệu năng nó đem lại Thì em nghĩ cũng là một cái điều mà chúng ta thấy xứng đáng xứng đáng trên một chiếc âm ly của Nexo như thế này bao gồm chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ trong này bao gồm như là điều khiển equalizer rồi là những tính năng về limiter cho loa rồi kiểm soát loa rồi bảo vệ loa chúng ta nói chung là mọi thứ đều được trang bị trên chiếc âm ly này nó liên quan đến vấn đề về một chiếc loa để chúng ta có thể hoạt động tốt nhất thì chiếc âm ly này đều hỗ trợ các bác an tâm điều đấy ngoài ra những tính năng công nghệ mới đều được update thông qua phần mềm hoặc những cạc mở rộng ở phía đằng sau chúng ta có thể mua thêm để chúng ta có thể xài và đương nhiên tất cả những dòng âm ly của Nexo như thế này thì các bác có thể biết là với hãng họ làm ra những chiếc âm ly này nó cũng không phải là cái chuyện là chúng ta thấy rằng là nó dễ hỏng chúng ta lo mà rất nhiều các bác lo là liệu chiếc âm ly nó có hỏng không em thật ra với Nexo thì nếu như mà chúng ta biết rằng một hãng họ làm ra một chiếc âm ly như thế này ở trên toàn cầu họ đang sử dụng và nếu như ở nói Việt Nam chúng ta có thể sử dụng vào rất nhiều mục đích khác nhau các bác có thể thấy là được lắp ở trong gia đình này được lắp ở lao ba này nhưng trên thế giới họ chủ yếu làm rent rental tức là biểu diễn ở ngoài trời sân đấu lớn thật ra họ dùng chúng ta phải nói từ là dùng như phá luôn các bạn nếu mà có hỏng thì em nghĩ là cái màn hình này sẽ dễ hỏng đầu tiên thật sự luôn đó là chúng ta chỉ sợ va chạm vào đây mà thôi nhưng với Nexo họ cũng thiết kế cho cái màn hình này nó sẽ các bác có thể nhìn thấy so với cái kiểu như thế này là nó cũng sẽ bị sâu lại Đấy, sau lại hai cái bên này nó sẽ được cao lên vậy là khi nhỡ may chúng ta có đặt cái mặt này chống đất thì hai cái vía này nó cũng được bảo vệ bảo vệ cả cái núm này luôn và bảo vệ cả cái màn hình này nhưng khi mà chúng ta chơi phang thẳng vào đây thì em nghĩ là nó cũng sẽ ra đi uh, ngay tức khắc đây cũng là một cái điểm trừ nếu như mà ở nhà ví dụ như chúng ta mà đang sử gọi là nó nông chơi thôi chúng ta dùng cái những chiếc âm ly như này mà chúng ta để mặt đó nó là em bé cầm cái búa gõ cái thế là thôi ra đi cái màn hình <laughs> Đấy chúng ta nói vậy thôi nhưng mà cái trường hợp này xảy ra cũng chưa bao giờ em thấy và đương nhiên tất cả những chiếc âm ly này chúng ta có thể lock password chúng ta có thể xét được mật khẩu để cho cái vấn đề là khi mà chúng ta làm ra một cái cấu hình xong hay chúng ta loát xong một cái thứ thì người khác không có thể can thiệp vào được hay là có thể hiệu chỉnh và chiếc âm ly như thế này và hiện tại toàn bộ những dòng âm ly này hiện tại đang có sẵn tại showroom của Techsa Việt Nam Thì các bác có thể đến để trải nghiệm cũng như là uh, xem thực tế cũng như là được sờ tận tay nhìn tận mắt chiếc âm lì này nó như nào và đương nhiên các bác chỉ phải lưu ý một điều cho em chỉ mua và dùng cho loa Nexo được các bác nhá nên là tiện clip này em nói bởi vì rất nhiều các bác cứ điện cho em hỏi là em ơi cái này có dùng được cho loa ví dụ như là có dùng ra rcf không có dùng ra jbl không xin xin thưa với các bác rằng là luôn tại clip này nói luôn các bác là không dùng được đâu có kêu được nhưng mà nghe rất tệ <laughs> ví dụ như các bác đoát cấu hình của Nexo P8 ra mà các bác lại dùng cho cái hãng âm thanh khác mà các bác bảo lắp vào đây nó vẫn kêu được nhưng mà nghe rất là chán bởi vì với Nexo họ làm cho hệ sinh thái của họ rồi họ đã làm cho đáp tuyến loa của họ làm EQ làm mọi thứ cho cái loa đó rồi nên là nó sẽ không làm cho được cái loa khác cắm vào đây để kêu được một cách hoàn hảo nhất các bác lưu ý nhé ok xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào những clip review tiếp theo nếu như các bác quan tâm đến những dòng âm ly của Nexo tất cả bao gồm 4 nhân 4 x 4 nhân 1, 4 nhân 1 MK2, 4 nhân 2 MK2, 4 nhân 4 MK2 và những dòng DTDAM thì các bạn có thể nhanh tay liên hệ hai số hotline của bên em đó chính là 0942 979696 hoặc 0933 469 555 các bạn nhé. Và những clip mà tiếp về hiệu năng chiếc âm ly này có lẽ sẽ hẹn các bác vào những clip chúng ta sẽ cùng nhau đi vận hành trên những cái hệ thống âm thanh nên số khác nhau và những clip khác các bác nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác. Xin chào. Thank <laughs> you.